Dạ vâng, xin mến chào tất cả quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc, yêu ca hát đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Vâng, như quý vị và các bác có thể thấy là ở trên dàn này của chúng ta thì đang có chiếc vang cơ đời mới nhất bây giờ, WeWatch K360 nhé các bác nhé. WeWatch K360 đây ạ. Đấy. Và dòng sản phẩm này thì em cũng đã có review ở trên kênh YouTube bên em rồi. Đấy, 6 chế độ hát của nhà sản xuất, từ những người không biết hát đến những người tập hát, rồi là những cái chế độ như là chúng ta hát ở trong phòng hát thì đều hát rất là ok. Đấy, chúng ta đều hát rất là ok và rất là hay luôn. Thì hôm nay em sẽ hát, hôm nay em sẽ em đang bị khàn tiếng, nhưng mà hôm nay em sẽ hát cái con vang 360 này nữa, KM360 này, để cho các bác cùng nghe thử cái chất âm của nó. Đấy, dù là em hát không hay nhưng mà với con vang này thì em cũng dám tự tin là em hát. Đấy. Hiện tại bây giờ thì em đang chơi cái đôi loa Pioneer CS99 nhé. Đấy, Pioneer CS99. Và ghép với dàn này thì em có mic WeWatch M8 cộng, CB800 Ultra, cục đẩy công suất D500. Đấy. Và hiện tại như bây giờ thì gần như là em đang để chế độ mặc định của nó hết luôn nhé. Đấy. Bây giờ em sẽ kẹp điện thoại lên và em sẽ hát thử một đoạn bài hát cho các bác cùng trải nghiệm. Tôi tìm quên
không còn có nhau. Thôi nhé gặp nhau càng không tên. Hàng cây cao vút như lặng im, niềm tình tôi chết sau một đêm. Phút giây ta đầu rồi đi vào thuyền tiêu diễn kiếp lỡ nàng. Để lòng tôi mãi nhớ thương mong, lại lùng kiếp cô đơn mùa đông. Tương lai đừng nhắm đến làm gì, thiệt hồng thôi nhé chung tên. Cuộc tình hai đứa đã vô duyên, đường trần có riêng tôi tìm quên. Không còn có nhau, thôi nhé gặp nhau càng buồn. Chôn vùi kỷ niệm đường vắng không tên. Cây cao vút như lặng im, niềm tình tôi chết sau một đêm. Phút giây ban đầu rồi đi vào thu diễn kiếp lỡ làng. Phút giây ban dạ vâng, kính thưa quý vị và các bác, vừa rồi thì em đã hát bằng chính chiếc Vanker WeWood KM360 các bác nhé, WeWood KM360 và em kết hợp với lại 7 giòi, kết hợp với đôi loa Pioneer CS99. Đấy. Mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về một trong hai số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị và các bác nhé. Bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.